Thân xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay với tập 987, ngày cuối tuần, Thanh Việt muốn gửi đến quý vị câu chuyện chị hai đã im lặng và bỏ chạy, nhưng không thể nào trốn được cái văn bản về đối tượng lưu động. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chương trình ngày hôm nay khi Thanh Việt phân tích kỹ lưỡng về cái thông báo và Thanh Việt giới thiệu với quý vị cuối chương trình ngày hôm qua, tập 986, đã được rất là nhiều quý anh chị em trên mạng xã hội chia sẻ. Và ngày hôm nay thì Thanh Việt xin được phân tích cái văn bản đó. Trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và mọi điều bình an đến với tất cả quý vị. Quý vị đừng quên bấm nút like và để lại lời bình luận cho chương trình 987 ngày hôm nay. Thưa quý vị, như Thanh Việt giới thiệu và cái bản thông báo của bên cơ quan công an quận nhất thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến một cái đối tượng hoạt động lưu động. Văn bản này được ra đời vào ngày 15 tháng 11, tức là cách đây khoảng 2 tuần. Tí nữa thì Thanh Việt sẽ phân tích cho quý vị rất là kỹ cái ý nghĩa và nó có cái gì đặc biệt hay không của cái ngày 15 tháng 11. Quý vị có để lại dòng bình luận rằng tại sao họ đề là tên họ và tên khai sanh, cũng như là tại sao mà họ đề là ở cái dòng tiền án và tiền sự đó thì họ lại đề là công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tội. Thì thưa quý vị, Thanh Việt xin được trả lời tóm tắt như thế này. Dĩ nhiên đây là văn bản của bên công an thành phố Hồ Chí Minh quận nhất, nên Thanh Việt không trả lời dùm cho bên cơ quan này. Thanh Việt chỉ giải thích với những gì mà Thanh Việt hiểu được. Thứ nhất đó quý vị, cho đến thời điểm hiện tại, trên tất cả các giấy tờ của chị hai đều có cái tên là Nguyễn Phương chấm 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 nha quý vị. Còn cái tên mà thường gọi khác đó quý vị trong quá khứ đó thì là Nguyễn Thị Thanh chấm 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 chấm. Thanh Việt cũng xin được nói rằng đây là một cái mẫu đơn chứ không phải đây là một cái văn bản được viết ra, mà là một cái mẫu đơn họ chỉ có điền vào những cái thông tin nha quý vị, rồi họ chuyển đến cho tất cả các cơ quan thuộc 20 quận huyện trong thành phố Hồ Chí Minh. Và tại sao bên của công an thành phố Hồ Chí Minh lại dùng cái chữ là bắt tội chứ không phải là bên tòa án? Thì thưa quý vị, theo luật pháp của Việt Nam, cơ quan công an được quyền khởi tố và bắt tạm giam. Tòa án và viện kiểm sát sẽ có quyền truy tố và tòa sẽ đưa ra cái bản án nha quý vị. Vì vậy, cái phần mà họ đề trong tiền án với tiền sự đó quý vị là ngày 24 tháng 3 năm 22, bị cáo hay là cái đối tượng này nè đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tội thì vẫn là đúng nha quý vị, chứ không có gì sai. Rồi, bây giờ thì Thanh Việt xin được đi vào để bình luận về cái thông báo này. Thứ nhất, thế nào là đối tượng hoạt động lưu động? Ngày hôm qua Thanh Việt có giải thích với quý vị rằng đối tượng hoạt động lưu động đó quý vị, thường thường nó được định nghĩa là một cái cá nhân mà rất khó quản lý. Cá nhân này là một đối tượng có những cái hành vi vi phạm trong quá khứ hoặc là hiện tại. Nói một cách cho nó dễ hiểu và đi vào chi tiết đó quý vị, đó là một đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật ở nhiều địa phương trong một khoảng thời gian ngắn. Ví dụ đối tượng này vi phạm tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi vi phạm một hành động tương tự tại Đà Lạt, hoặc là tại Bình Dương, hoặc là tại Đồng Nai, hoặc là tại Vũng Tàu trong một thời gian rất ngắn ở nhiều địa phương khác nhau. Thì cái người này đối với quý vị sẽ gọi là một đối tượng hoạt động lưu động.
đối tượng hoạt động lưu động còn được giải thích là một đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, song song đó kết hợp thu nạp rất là nhiều thành viên từ các địa phương khác nhau để thực hiện hành vi vi phạm tương tự trên một địa bàn rộng hơn. Chẳng hạn, cái đối tượng mà được gọi là hoạt động lưu động đó, mặc dù ở một địa điểm, chẳng hạn thành phố Hồ Chí Minh, nhưng có kết nạp giao du để thu nạp các thành viên vào trong cái nhóm, cái đảng của mình, cái băng đảng của mình, để các cái thành viên ở các cái địa phương khác, chẳng hạn như Khánh Hòa, Đà Lạt, Châu Đốc, nha quý vị, Tây Ninh, Long An, Vũng Tàu, chẳng hạn như vậy, để họ thực hiện những cái hành động vi phạm tương tự tại cái địa phương nơi họ đang cư trú. Thì cái người dẫn đầu đó quý vị cũng được gọi là một đối tượng hoạt động lưu động. Rồi, một đối tượng hoạt động lưu động cũng được gọi, được định nghĩa là một phạm nhân khi mà được trả về địa phương nhưng hành tung bất định và cơ quan địa phương họ không thể nào giám sát, quản lý cũng như đấu tranh một cách hiệu quả đối với cái phạm nhân này nếu phạm nhân này có một vài cái hành động tương tự như là cái tội danh mà đã bị kết án. Thì cái phạm nhân này, nha quý vị, cũng được gọi là một đối tượng hoạt động lưu động. Và một cái trường hợp xảy ra gần đây, một đối tượng khi họ ở một chỗ, họ ở một nơi cố định, nhưng họ lại hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Họ cấu kết với các cái đối tượng khác để các cái thành viên này ở nhiều địa phương khác nhau, trong và ngoài nước luôn, chứ không phải chỉ ở trong nước. Thì cái đối tượng này nè quý vị, cũng vẫn gọi là đối tượng hoạt động lưu động. Thì đối với quý vị, chị hai thuộc một trong bốn trường hợp nào ở đây? Thưa quý vị, chị hai thuộc một trong bốn đối tượng nào trong trường hợp ở đây? Thì thưa quý vị, chị hai theo Thanh Việt nghĩ đó nha quý vị, chị hai ở cái thành phần thứ ba cũng như là thứ tư. Nghĩa là chị hai được trả về địa phương, tức là cái nơi mà chị hai đăng ký thường trú, nha quý vị, đăng ký thường trú. Nhưng mà bên ở cơ quan địa phương mà chị hai có trên giấy tờ đó quý vị, đăng ký thường trú á, thì họ lại không thể nào biết được cái hành tung của chị ta ở đâu. Chị ta lúc ẩn lúc hiện khắp mọi nơi, làm cho họ dù là gửi giấy tờ nhưng vẫn không thấy chị hai xuất hiện và không thể nào giám sát, quản lý cũng như là đấu tranh cản trở một số cái hành vi được xem là sắp vi phạm. Đó là cái điểm mà Thanh Việt nhận thấy rằng chị hai có khả năng rất lớn rơi vào trường hợp thứ ba. Chị hai cũng có thể rơi vào trường hợp thứ tư, có nghĩa là chị hai ở một nơi cố định. Tại sao chị hai ở một nơi cố định? Kính thưa quý vị, chị hai có lẽ là không ở tại quận nhất. Nhưng quý vị, chị hai cũng có thể là lúc đi lúc về ở bên Nguyễn Thông, quận 3. Tuy nhiên, chị hai không phải là một người bí ẩn đối với cộng đồng, đối với đất nước của chúng ta. Chị hai đã quá nổi tiếng trên mạng xã hội. Chị hai thông báo ngày giờ, chị hai sẽ livestream, và bên Bình Dương họ cũng biết ngày giờ chị ta livestream, đúng không quý vị? Thì đây là một cái điểm mà người ta gọi rằng không di chuyển ở một nơi, mặc dù trên giấy tờ là không cố định, nhưng chị ta và mọi người đều biết đối tượng này đang ở đâu. Cái điểm mà Thanh Việt nhận thấy đó quý vị, là chị có hoạt động phạm tội trên mạng xã hội cùng một cái tội danh mà chị đã bị kết án hồi năm cách đây vài năm, đúng không quý vị? Tội 331. Chị có cấu kết với rất là nhiều đối tượng trực tiếp hay gián tiếp qua cái hành động vi phạm của mình để tạo thành những cái hội nhóm, đúng không quý vị? Hội nhóm gây mất an ninh trật tự. Rồi, đó là cái trường hợp của chị hai và cái lý do mà tại sao lại có cái thông báo này. Địa bàn hoạt động của chị hai đó quý vị, thì thật sự
nha quý vị, là ở trên không gian mạng. Tự vì tất cả những vi phạm của chị ta là trên mạng xã hội. Và những cái buổi livestream chị ta thâu ở tại khu du lịch, hoặc là ở Đà Lạt, hoặc là ở nơi ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ ở của hiện của chị ta đó quý vị cũng là ở ba nơi khác nhau tùy theo thời gian và thời điểm. Chẳng hạn như ở Bình Dương, khu du lịch, ở tại quận Nhất hoặc là quận 3. Tuy nhiên cái gì nó xảy ra đó quý vị, nó cũng có cái lý do của nó. Tại sao mà bên quận Nhất họ lại có cái thông báo và gửi đi cho tất cả những cái quận huyện khác? Đơn giản đó thưa quý vị, chị hai trong quá khứ khi mà đã bị bên sở thông tin và truyền thông của thành phố Hồ Chí Minh, họ khuyến cáo rằng chị không được lên trên mạng nói tầm bậy tầm bạ nữa, sỉ nhục người khác, thì chị hai có cho luật sư và ký tên là tôi xin chấp hành và hứa rằng không vi phạm. Nhưng rồi chị ta không vi phạm tại thành phố Hồ Chí Minh, chị ta chạy ra ngoài Bình Dương và tiếp tục vi phạm. Bình Dương khuyến cáo chị ta một lần nữa là không được nói trên đất Bình Dương. Rồi chị hai làm gì thưa quý vị? Chị hai đi xe. Nhà quý vị, chị hai đi xe. Rồi livestream ở trên chuyến xe đó. Thì thưa quý vị, trong cái chuyến xe đó, chị hai đi qua một số các cái tỉnh thành. Đây là một cái câu chuyện nghe nó tức cười, nhưng nó cũng không tức cười đâu quý vị. Chẳng hạn khi mà quý vị bị mất đồ, bị giật đồ ở trên đường, nha quý vị, trên những cái tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, mà bên này đường thì là thuộc phường khác, bên kia đường là thuộc một cái phường khác nữa, hoặc là bên này đường là thuộc quận 10 nhưng mà bên kia đường đó quý vị lại là quận 11, có những cái tuyến đường như vậy. Thì khi mà quý vị bị, nha quý vị, chẳng hạn như giật đồ, quý vị nhầm tưởng và quý vị có thể là đi báo nhầm phường hoặc là nhầm quận, họ mới nói rằng quý vị nên, nếu bị giật chỗ nào thì báo ở chỗ đó. Mặc dù sự liên kết giữa các cơ quan công an là rất là gần với nhau, nhưng quý vị, tuy nhiên trên mặt giấy tờ nó vẫn có những cái điểm mà nó hơi lạ kỳ như vậy. Nói vậy để quý vị hiểu được một phần là tại sao phải có một cái thông báo, dù là chị hai là một nhân vật khá là nổi tiếng trên mạng xã hội. Rồi thì bây giờ mình Thanh Việt muốn đi sâu hơn một chút về cái văn bản này. Văn bản này đó quý vị thì được ban hành vào ngày thứ Sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2024. Và nếu mà chúng ta chiếu theo cái ngày âm lịch đó quý vị, tức là ngày rằm, ngày rằm 15 tháng 10. Tại sao mà chúng ta lại đổi từ dương lịch sang âm lịch? Thì thưa quý vị, chị hai thường hứa với mọi người rằng cứ ngày rằm, nha quý vị, mùng 1 hoặc là 15, thì chị và chồng của chị ta sẽ đi đến khu du lịch và vào cái đền thờ đó để cúng lại. Thì làm cho Thanh Việt sực nhớ rằng cái ngày 16 đó quý vị, nó rơi vào ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 dương lịch là rơi vào ngày thứ Bảy, cũng là ngày 16 âm lịch của tháng 10. Chị hai xuất hiện cùng với anh hai trong cái buổi livestream gần đây nhất, sâu cùng nhất. Trong cái buổi livestream đó đó quý vị, thì chị hai im lặng và được xem như là hiền như ma sơ. Còn anh hai thì thưa thớt, lấp bà lấp bung, nói những cái câu chuyện mà ai cũng biết, chỉ có nhân vật anh hai nhà ta mới nói mà thôi. Thì quý vị thấy được cái khoảng thời gian nó có thú vị hay không? Thú vị ở điểm rằng văn bản ra đời một ngày trước khi mà chị hai im lặng. Tại sao văn bản lại ra đời? Thì thưa quý vị, Thanh Việt đã có giải thích sơ sơ. Có lẽ chị hai đã không được bên quận Nhất, nhưng quý vị xác định được chỗ ở hiện tại. Tại sao mà bên quận Nhất lại phải xác định chỗ ở hiện tại? Thưa quý vị, bên quận Nhất là nơi mà chị hai đăng ký, là cái nơi mà chị hai sẽ thường trú sau khi ra khỏi trại. Và thế mà hồ sơ của chị hai, của phạm nhân hai đó quý vị, sẽ được chuyển về cho quận Nhất.
Và khi mà hồ sơ của một phạm nhân chuyển về cho các cái quận huyện, cho các cơ quan ban ngành, thì các cơ quan đó đó quý vị, địa phương đó, họ phải có trách nhiệm để quản lý, để theo dõi cái phạm nhân này. Đúng không quý vị? Và khi mà nhận thấy có những cái hành vi vi phạm, thì cơ quan ở bên quận nhất chắc là họ đã liên lạc. Nhưng kết quả như thế nào thì chúng ta không biết. Tuy nhiên một cái điều chúng ta biết là cuối cùng họ đã ra cái thông báo về cái sự hoạt động của cái đối tượng này rất là lưu động ở khắp mọi nơi. Đó quý vị thấy đâu quý vị? Tuy nhiên đó quý vị, Thanh Việt muốn nhấn mạnh ở cái điểm này, chị Hai đó là không thuộc dạng bị truy nã. Nhưng mà chị Hai hình như đang ở dạng bị theo dõi. Đơn giản là vì chị còn trong cái giai đoạn thử thách. Dạ quý vị, chị còn trong giai đoạn thử thách. Vì chị được miễn cái bản án khá là sớm, sớm trước 3 tháng. Chứ nếu mà chị ở đến đủ 3 tháng đó quý vị, cho dù án tích chưa xóa, chị vẫn xuất cảnh được. Dạ quý vị, Thanh Việt xin được nhấn mạnh lại, trong cái may nó cũng có cái rủi cho cái nhân vật này. Nghĩa là được tha trước 3 tháng. Và vì vậy chị vẫn còn trong cái giai đoạn mà gọi là theo dõi. Nhà quý vị vẫn còn trong giai đoạn theo dõi. Và cái án tích thì nó vẫn còn. Nếu mà chị Hai ra vào cuối tháng này để hoàn tất xong đúng cái bản án, đúng thời hạn, thì chị Hai án tích vẫn chưa xóa, nhưng có thể xuất cảnh được. Cái đó là cái mà điều đó quý vị, trong cái hên nó có cái xui. Đó là như vậy. Cái thông báo này nè quý vị, theo Thanh Việt được nhận định đó, mà nó có cái phần mà nó nghe giống như là mình đang đi truy tìm một kẻ lạc vậy, truy tìm một đối tượng vậy. Tại vì sao? Tại vì trong cái thông báo này họ gửi ra thì có cái phần được gọi là đặc điểm nhận dạng. Cái từ này nó rất là thú vị nha quý vị. Đặc điểm nhận dạng có nghĩa là đi nhận dạng một người nào đó mà không tìm được. Đối với trường hợp của chị Hai, không thể nào là một đứa bé gọi là thất lạc ở cái tuổi 50, 50 mấy được. Đúng không quý vị? Chị Hai không thể nào là một đứa bé thất lạc ở tuổi 53 cả. Đúng không quý vị? Vì vậy, cái tờ thông báo này mặc dù nó chưa được gọi là lệnh truy tìm, nhưng quý vị chưa phải là lệnh truy tìm. Tuy nhiên các cái câu cú ở trong cái thông báo này được viết như thể là một cái tờ truy tìm không chính thức. Tại sao mà lại có cái chuyện mà truy tìm không chính thức? Thì thưa quý vị, dễ thôi. Đối với một phạm nhân vừa mới ra khỏi trại được có vài tuần, đúng không quý vị, thì chị đã thể hiện một số cái bản chất mà nó y hệt như cái lúc mà chị bị khởi tố tạm giam. Chị Hai có lẽ đã có đơn mời lên trên phường, mời lên trên quận, như là một số quý vị đã từng tiên đoán sau cái buổi livestream nói về An Phước. Chị có lẽ đã nhận được đơn, nhưng có lẽ là cái bản tính và cái con người của chị nói thì rất là mạnh miệng nha quý vị trên mạng xã hội, nhưng khi mà va chạm thực tế đó quý vị thì nó không phải như những lời chị nói. Chị thường hay nói rằng tớ chả sợ ai, tớ nói thẳng, đụng tớ là tớ bung, đụng tớ là tớ bung, tớ bung còn mạnh hơn cho nó thui luôn. Chị Hai nói vậy đúng không quý vị? Giống như là Thanh Việt có cái lời nhắn nhủ đến anh Hai và chị Hai, có những ổ kiến lửa xin đừng đụng, và có những hũ mắm xin đừng mở. Quý vị vẫn còn nhớ cái câu nhắn nhủ của Thanh Việt phóng sự đến với cho anh chị Hai rằng có những hũ mắm đừng xin mở. Nhà quý vị xin đừng mở. Nếu mà đã đụng thì có chạm, và chạm á quý vị thì những cái hũ mắm đó là anh Hai và chị Hai phải gọi rằng chắc không muốn mở đâu. Nhà quý vị chắc không muốn mở đâu. Nên đừng đụng chạm. Chị Hai đó quý vị, mặc dù là to miệng, to mồm trên mạng xã hội, nhưng khi ra gặp cơ quan điều tra thì một là chị Hai trốn tránh.
với những cái lý do là tôi bị bệnh nè, tôi thế này nè, tôi thế nọ nè, đúng không quý vị? Hoặc là tôi bị bận nè. À, có những thời kỳ mà chị hay nói rằng tôi bị bận livestream, thế mới kinh chứ quý vị. À, không biết quý vị còn nhớ không? Đó, đó là giai đoạn của năm 2021-2022. Cơ quan điều tra của Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh liên tục mời chị lên làm việc. Thì hôm thì chị cáo bệnh, hôm thì chị cử luật sư kiện toàn thua đi giùm, hôm thì chị xuất hiện, nhưng rồi giữa cái cuộc điều tra phỏng vấn thì chị lăn đùn ra, những vị lăn đùn ra và yêu cầu là mình phải được chở đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đó là những câu chuyện của năm 2021-2022. Vì câu chuyện đó nó đã xảy ra rồi, chẳng có gì bảo đảm rằng lần này chị Hai không lặp lại. Đúng quý vị, một là chị Hai mất tâm mất dạng, giả bộ như là mình chưa bao giờ nhận được cái thơ mời. Đây cũng là cái câu chuyện mà bên cơ quan công an TP.HCM có gửi cái thông báo rằng chị từ đây về sau tạm ngừng xuất cảnh. Đúng quý vị. À, rồi khi mà báo chí đăng cái thông tin đó thì chị dậy nảy lên và cho rằng tại sao người mà bị tạm hoãn xuất cảnh lại không biết thông tin mà đến nỗi mà báo chí đã biết thông tin trước chị. Thì thưa quý vị, câu chuyện có thể là được lặp lại một lần nữa. Khi mà chị không ở một chỗ ở, nhớ quý vị, thì họ gửi về cái chỗ mà họ nghĩ rằng chị có khả năng cao là ở, tức là quận nhất hoặc là quận 3. Thì lúc đó đó quý vị, chị dậy nảy lên cho rằng mình chưa bao giờ nhận được gì cả. À, nhưng mà thực sự đó chỉ là những cái ngụy biện, nha quý vị, để trốn tránh gặp cơ quan điều tra như những gì mà chị đã làm trong năm 2021-2022. À, vì cái việc trốn tránh, không muốn lên gặp cơ quan điều tra để làm việc, nó mới xảy ra cái tờ thông báo, nha quý vị, tờ thông báo gửi đến cho tất cả các cơ quan ban ngành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu nhắc nhở họ rằng đây là một đối tượng có cái hình dạng như thế này, cao 1 thước 50, nặng 70 mấy ký, nha quý vị. À, rồi chị đã từng bị kêu án với cái tội danh như thế này, vân vân và vân vân. À, rồi tên thường gọi là gì, tên lúc trước là gì, đúng không quý vị? Đó, thì đây là những cái điểm mà Thanh Việt nghĩ rằng chỉ có vì chị trốn tránh, không gặp cơ quan, hoặc là vì những cái lý do chẳng hạn tớ chẳng nhận được cái gì. À, không biết ai ký thì tớ không biết, nhưng tớ chẳng ký và chẳng ai đưa tớ thông tin gì cả. Đó, đó là cái câu chuyện mà Thanh Việt nghĩ rằng cuối cùng cơ quan điều tra của bên quận nhất đã phải gửi cái thông báo này để khuyến cáo rất là nhiều cơ quan ban ngành thuộc Thành phố Hồ Chí Minh để lưu ý đến trường hợp của một đối tượng có những cái hoạt động lưu động, nhân quý vị, và rất là manh động. Thưa quý vị, với cái tội danh của chị Hai và với cái điều kiện mà được gọi là tha bổng trước thời hạn đó quý vị, thì thông qua Thanh Việt có nói với quý vị rằng trong thời gian thử thách mà chỉ cần chị Hai lặp lại cái hành vi vi phạm của mình 2 lần thì theo điều luật đó quý vị là chị Hai phải trở lại cái trại nơi mà chị đã rời đi sau cùng để thực hiện tiếp cái bản án mà chị được tha. Và cái trại này không gì khác hơn đó là trại An Phước. Thì thưa quý vị, trại An Phước là cái khu vực mà chị ở sau cùng, mà khi mà vừa rời trại chị cũng chính là người nói những điều, làm những điều và vu khống những điều, nha quý vị, mà chúng ta không biết thiệt hay giả. Nha quý vị, thì trở lại cái nơi mà chị đã vu khống cho họ thì có lẽ đây là một cuộc gặp mặt chẳng lấy gì làm thú vị hết cả. Nhưng theo đúng luật, chị được miễn, chị được tha bổng trước thời hạn. Thì trong cái thời hạn đó đó quý vị, nếu mà chị lặp đi lặp lại 2 lần cái hành vi vi phạm đã bị truy tố thì chắc chắn chị phải trở vô bên trong và thi hành tiếp 3 tháng mà chị đã được tha trước đó. Thì đối với Thanh Việt, hành vi của chị Hai ở cái thời điểm hiện tại đó quý vị, trước khi mà chị câm lặng thì nó đã cho thấy rằng chị ít nhất là đã có 2 lần vi phạm, chứ không phải là ít. Chào quý vị, 2 lần vi phạm. Khả năng chị trở lại
bên trong là khá cao. Và vì những cái lý do trên mà nó mới có cái bản thông báo về cái đối tượng đã có hoạt động lưu động là vậy. Những cái câu chuyện mà chị tự tung tin là mang thai nè, rồi chị đi theo con đường pháp lý nè, rồi chị tung ra cái danh sách mà thưa quý vị, gần 400 quý anh chị em làm YouTube, làm TikTok, làm Facebook. Ngày mai thì Thanh Việt có một cái bài bình luận rõ ràng về cái tính pháp lý của một doanh nghiệp đi kiện những cá nhân. Nhưng quý vị, tính pháp lý, không nói về cái cảm tính. Nhưng quý vị, không nói về cảm tính. Thanh Việt sẽ nói những cái câu chuyện mà về luật pháp. Tại vì anh chị hai muốn đi con đường pháp lý mà, đúng không quý vị? Muốn đi theo pháp lý chứ không có to mồm nữa. Vậy thì chúng ta cũng chẳng cần phải to mồm đối với anh chị hai, đúng không quý vị? Không cần phải to mồm. Anh chị hai, đúng quý vị, trong cái giai đoạn của năm 2021-2022, khi cơ quan đang điều tra làm việc với những cái lá đơn tố cáo của 10 người bị hại thông qua hành vi của chị hai, thì chị hai và anh hai tiếp tục gửi rất là nhiều những cái lá đơn, nào là kiện dân sự, nào là tố cáo ngược, có nhiều khả năng là sẽ bị gọi là truy tố về tội hình sự, đúng không quý vị? Thì cái hành vi này được lặp lại một lần nữa ở thời điểm hiện tại. Ở thời điểm hiện tại, với cái danh sách 400 người như vậy, đúng quý vị, nó làm loãng cái câu chuyện chị hai bị theo dõi và chị hai bị nhắc nhở về những cái hành vi có khả năng là vi phạm trên hai lần từ lúc chị hai được thả ra khỏi trại. Và để tránh nó gọi là dương đông kích tây, chị đã đưa một cái danh sách khá dài và cực kỳ là vô lý. Nhưng quý vị, trong quá khứ chị cũng tố cáo người, tố cáo dân sự đối với Đức Hiện, rồi tố cáo hình sự đối với Hàng Ni, đối với luật sư Trần Văn Sĩ và rất là nhiều người. Nhưng cuối cùng chỉ có hai nhân vật được đưa ra xét xử như là một cái ví dụ, nhưng quý vị, để cho những người làm mạng xã hội hiểu được thế nào là cái ranh giới giữa phạm tội và vô tội. Cái điểm mà Thanh Việt muốn chia sẻ với quý vị nữa đó quý vị, đó là trong cái vụ việc của chị hai hồi năm 2021-2022, hàng chục YouTuber được xem là làm việc cho chị hai, nhưng quý vị, cũng đã bị gọi lên và được cơ quan điều tra xác định các cái vai trò đồng phạm hay không có đồng phạm. Và sau đó đó quý vị, thì họ được trả về địa phương nơi họ đang cư trú để lãnh những cái hình phạt về tài chánh. Nhưng rồi mọi câu chuyện sau đó được chìm xuống. Đó là cái vấn đề đầu tiên của cái câu chuyện. Bây giờ thì Thanh Việt muốn mời quý vị, nha quý vị, nghe lại một số đoạn mà Thanh Việt nghĩ rằng khá là quan trọng. Ngoài cái việc về chị đang ở đâu, chị như thế nào, thì Thanh Việt muốn quý vị nghe cái lời của chị nói. Nhà quý vị, có những đoạn Thanh Việt mở nhanh, có những đoạn Thanh Việt mở chậm và lặp đi lặp lại để chúng ta cùng nghe. Thì đây, xin mời quý vị cùng nghe. Đang ở châu Âu, lạnh lắm, trời rất là lạnh. Tôi thì hiện tại bây giờ tôi đang đi du lịch, nhưng mà khi nào về thì cũng chưa biết. Nhưng mà cái quỹ hoạt động đầu tiên của tôi thì vẫn hoạt động, đó là cái niềm vui. Rồi, quý vị thấy cái gì? Đây là một cái câu nói đó quý vị, mà Thanh Việt nghĩ rằng chị hai đã báo trước một cái điểm, cái điểm khá là thú vị. Đó là gì quý vị? Chị hai nói rằng bây giờ thì tôi đang đi du lịch ở châu Âu, rồi chị hai vuốt tóc, rồi chị hai cứ khó chịu, rồi chị hai bước tới bước lui giống như là đang nhảy điệu tango vậy đó quý vị. Và cũng khá là thú vị, một quý vị khán giả để lại cái lời bình luận cũng giống như là Thanh Việt nghĩ vậy. Thường thường những cái người, những quý vị mà họ có một cái hành vi vi phạm đó quý vị, gian dối đó, thì họ hay có những cái hoạt động của tay và chân và cái mắt,
Nó cho thấy một cái sự mà lo sợ hoặc là một cái sự gì đó mà họ bắt buộc là họ phải bóp tay bóp chân, rồi họ bước tới bước lui, rồi họ vuốt tóc để họ cảm thấy giống như là mình che đậy đi một cái sự run run nào đó. Nên nha quý vị, khi mà mình nói chuyện sai sự thật thì nhân vật chị hai cũng vậy, đứng không yên, tay thì cứ vuốt tóc lên vuốt tóc xuống. Mà quý vị ít thấy cái trường hợp nào trong lúc livestream chị hai vuốt tóc đâu nha quý vị, chỉ có cái trường hợp này. Đó là một. Thứ hai là quý vị, chị hai đứng không yên, chị hai ngã qua, chị hai cúi xuống, rồi chị hai rên hừ hừ, ôi lạnh quá lạnh quá lạnh quá, đúng không quý vị? Nhưng một cái câu nói mà Thanh Việt cảm thấy như là một cái điềm chị báo trước cho mọi người, không biết chúng ta có biết và có nghe hay không mới là chuyện khác. Đó là cái câu không biết bao giờ trở về. Tức là chị đi châu Âu nhưng mà chị kèm theo một cái câu là không biết bao giờ trở về. Nghĩa là sao quý vị? Nghĩa là chị chỉ mua vé một chiều. Chị chỉ mua vé một chiều. Kính thưa quý vị, những cái chuyến đi ở trong nước đó quý vị thì chúng ta có thể là mua vé một chiều. Nhưng mà thường thường những chuyến bay đi nước ngoài có thời hạn để quay lại thì chúng ta mua vé khứ hồi, tức là mua 2 chiều, chiều đi và chiều về, vé khứ hồi, chứ không ai mua một chiều cả nha quý vị, không ai mua một chiều cả. Còn đối với chị hai đó quý vị thì chị hai đi nước ngoài mà chị hai lại nói rằng tớ chỉ mua một chiều, vậy nó cho thấy rằng cái việc đi nước ngoài đó quý vị, ngoài cái việc mà có cái bản thông báo mà chị không thể nào đi được á, nó còn cho thấy rằng chị giấu cái đầu thì nó lòi cái đuôi, mà giấu cái đuôi thì nó lòi cái mũi, đúng không quý vị? Thì thưa quý vị, cái điều này đó theo Thanh Việt nghĩ đó quý vị, nó liên quan đến cái câu chuyện rằng chị đang muốn chạy trốn, chị đang muốn ẩn, chị đang muốn ẩn, mặc dù chị biết được rằng chạy trốn thì không bao giờ thoát được nha quý vị, nhưng mà trong cái giai đoạn này chị muốn ẩn, chị muốn ẩn thật sự. Nhưng mà thưa quý vị, cơn bão đã sắp đến, gió đã thổi lên rồi, mây cũng đã được đưa đến rồi, cơn mưa sẽ không bao giờ tránh khỏi. Nếu phải chi chị đừng có thổi gió lên thì mây nó không bay đến gần cái khu vực của chị, mây đen đó quý vị. Nhưng mà chị vì chị lên chị thổi nhiều quá, gió đen nó đã bao vây lấy cái nơi mà chị đang đứng, để rồi sẽ có những trận mưa mà nó không phải là những trận mưa rào mà nó là sẽ là những trận lụt lội cuốn trôi chị đi. Cái gì người ta cũng tới một cái mức hạn định nào đó thôi, nhưng là chị chơi quá tay. Chị chơi quá tay nha quý vị, chị chơi quá tay. Thì khi mà chơi quá tay như vậy đó quý vị, nó sẽ đến những cái giai đoạn mà trở tay không kịp. Và khi mà đã mượn gió bẻ măng, đã đưa gió đến cái nơi của chị, thì chắc chắn chị sẽ gặp phải, sẽ gánh phải những cơn mưa nặng hạt. Và liệu những cơn mưa đó nó có thể cuốn trôi chị đi hay không, thì chúng ta hãy chờ xem. Quý vị có thấy một cái điểm lạ không? Đối với Thanh Việt, cái điểm lạ là anh hai không ra mặt, đúng không quý vị? Anh hai hoàn toàn không ra mặt. Trong suốt cái chuyến hành trình, ngoại trừ một cái ảnh cho thấy là anh chị đang ngồi ở trong một cái khu vực dành cho khách cái vé thượng hạng VIP, first class hay là business class, đúng không quý vị? Nhưng mà cái đó chỉ là một cái ảnh mà có thể là chụp vài năm trước, trong một cái chuyến đi quốc nội chẳng hạn, chứ không nhất thiết là phải là đi nước ngoài. Đó, mà cái nơi mà chị thường hay đến đó quý vị, khi mà chị xuất ngoại đó là bên Singapore là nhiều, nha quý vị, bên Singapore là nhiều. Thì cái điểm mà chúng ta hay nhận xét từ những cái chuyến đi Đà Lạt, cho đến mà cái buổi mà chị livestream tại khu du lịch, thì anh hai thường né chị, né khỏi cái ống kính mà có chị hai ở trong đó.
Thưa quý vị, đây là một cái phép tính cũng rất là cẩn thận để cho mọi người biết rằng những gì mà vợ tôi đang nói đó chính là vợ tôi, chứ không phải do tôi cổ vũ, cổ suý cho vợ tôi làm. Đúng quý vị. Tuy nhiên đó quý vị, trách nhiệm vẫn là trách nhiệm. Đã, trách nhiệm vẫn là trách nhiệm. Bây giờ thì Thanh Việt muốn mời quý vị nghe tiếp trong cái phần còn lại của chương trình. Một cái đoạn Thanh Việt nghĩ là khá là đặc sắc. Nó tượng trưng cho cái tính cách của con người chị. Nhớ quý vị, tượng trưng đúng cho cái tính cách của con người chị. Đây, xin mời quý vị. À, con người chị là gì? Chúng ta hay thường nói là... tôi đã nói là tôi không lên mạng xã hội nữa. Thì đây. Tôi tìm cuộc sống bình yên. Chúng ta sẽ kết thúc tất cả mọi thứ sau ngày 25 tháng 12. Chị nói gì? Chị nói rằng tôi chỉ cầu cái cuộc sống bình yên. Nhà quý vị, xin được dừng lại hết tất cả mọi chuyện sau ngày 25 tháng 12, tức là cái ngày về cái nghị định 147 ra đời, để ai mà dùng mạng xã hội đều có lý lịch đã được xác minh đầy đủ. Đúng quý vị, để khi có cái chuyện gì, có cái hành vi vi phạm gì thì họ truy tìm một cách nhanh chóng. Đó là cái ý nghĩa của cái nghị định 147 nha quý vị, một cách tổng quát. Chị Hai nói ở cái phần đầu là chúng tôi chỉ muốn một cuộc sống bình lặng, bình yên của một người bình thường. Thưa quý vị, đây là một con người, quý vị phải gọi là cái gì quý vị? Già mồm. Mà danh từ, mà những câu nói mà từ ngày xưa đó quý vị, với những người mà còn ông bà của chúng ta hay nói là gái gái gì đó quý vị, rồi già mồm đó, đại khái như vậy. Thì chị hay y hệt như vậy nha quý vị, chị hay y hệt như vậy. Câu đầu là tôi muốn bình yên, vợ chồng tôi muốn là yên lặng, chúng tôi không muốn gì nữa, chúng tôi muốn mọi chuyện nó kết thúc một cách tốt đẹp, hết tất cả mọi chuyện. Nhưng rồi câu thứ hai nha quý vị, câu thứ hai đây, xin mời quý vị. Là cái điều tốt đẹp nhất mà gia đình tôi mong muốn, và tất cả những gì đi đến công lý, tôi thề không bao giờ bỏ cuộc. Và anh Điều Nguồn Nguyễn Dũng cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho tất cả những người nào mà cố tình hạ nhục tôi, làm những điều tổn thương, sát thương tới tôi, bản thân tôi, chồng tôi, con tôi và công ty của tôi suốt nhiều năm qua. Tôi đã trả giá quá nhiều rồi, thì để đánh được mọi người, sai những cái tội, thế thôi mọi người. Cái câu thứ hai thì quý vị nghe thấy chị Hai nói gì? Câu đầu là thôi bây giờ là coi như là mọi chuyện bỏ qua hết nha quý vị. Những gì mà tôi nói, những gì mà quý vị nói, chúng tôi muốn chấm dứt ở đây, chúng tôi muốn bình yên, chúng tôi muốn cuộc sống bình yên. Cái câu nói đầu tiên đó quý vị, cái phần hơi nó chưa khô miệng, nói cho một cách lịch sự nha quý vị, cái phần hơi nó chưa làm cho cái miệng, cái môi của chị nó khô, thì chị lại nuốt lại cái lời, nuốt lại lời một cách rất là nhanh chóng. Chị nói rằng, chị nói cái gì? Thưa quý vị, chị nói rằng tôi thề tôi và chồng tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai đã gây hại đến cho tôi, chồng tôi, gia đình tôi, con tôi, công ty của tôi gì đó. Đúng không quý vị? Thì quý vị có thấy là hai cái câu đó nó thật sự là nó chọi, nó đối nghịch với nhau không quý vị? Có lẽ đó là cái tính cách, là cái con người của chị. Thôi việc nghĩ như vậy. Thôi việc nghĩ như là câu đầu tiên mình nói ở một đằng. Rồi câu sau đó quý vị thì chị lật lại 100% và nói ngược lại. Và nói giống như là chị chờ cái cơ hội để trả thù vậy. Tôi thề tôi và chồng tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đâu. Thưa quý vị, câu đầu tiên thì sao mà nó ngọt ngào. Tôi chỉ muốn bình yên, tôi là một con mèo rồi, ngoan hiền, em hiền như ma sơ, đúng không quý vị? Muốn kết thúc hết mọi chuyện. Nhưng câu sau đó thì tôi thề là tôi sẽ không bao giờ quên được cái thù như vậy. Thưa quý vị, đó là con người của chị. Nhà quý vị, đó là con người của chị. Và thưa quý vị, Cái thông báo của bên cơ quan công an quận nhất đã nói lên rất là nhiều về những gì xảy ra với chị. Nha quý vị, một số chúng ta đồn thổi rằng chị đã làm việc với cơ quan điều tra. Theo cái thông báo này thì Thanh Việt nghĩ rằng chị ta chưa làm việc, chị ta đang trốn, chị ta đã trốn. Nha quý vị, và chị ta đang trốn.
Trốn ở đây là trốn tránh cái trách nhiệm, giả bộ những cái câu chuyện như là tôi bận nè, tôi bận rộn nè, tôi đang làm kinh doanh nè, tôi không nhận được thơ nè, vân vân, đúng không quý vị? Đây là một người đang chạy trốn toàn bộ những cái trách nhiệm của mình đối với lời nói của mình, mặc dù trước đó chị cực kỳ là to miệng. Chị cực kỳ to miệng, nhưng mà khi đến chuyện đó quý vị, giống như là tại phiên tòa, tại phiên tòa xét xử chị, thì trước đó là chị rất là to miệng, tôi sẽ mặc quần áo thật là đẹp, tôi sẽ lên đó, tôi sẽ không cần luật sư, tôi sẽ đối chất với những người nào mà tôi kiện, đúng không quý vị? Thế rồi khi mà đến cái phiên tòa của chị thì chị mềm như một con cún con, và chị nói rằng ô, chị chẳng hiểu gì về luật, chị xin lỗi, chị chẳng hiểu gì cả, tôi đã biết hành vi của tôi rồi. Thế là chị đứng chị khóc. Đây, chị là ta là vậy nha quý vị. Thôi bây giờ thì Thanh Việt xin được tạm dừng chương trình ở đây, và xin kính chúc quý vị một ngày thứ bảy thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Quý vị đừng quên bấm nút like và để lại lời bình luận cho chương trình ngày hôm nay. I love you.